Loạt ảnh chứng minh Trường Giang Nhã Phương sắp về chung một nhà, cặp đôi ngày càng thân thiết với nhau và có vẻ như đã tính chuyện ở bên nhau lâu dài. Giữa tháng 5, Nhã Phương khủng bố khán giả bằng bức ảnh mặc áo cưới, mọi người đều bán tín bán nghi nữ diễn viên chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Vài ngày sau đó xuất hiện trong một sự kiện, Trường Giang đã thẳng thắn công bố đám cưới sẽ được diễn ra vào tháng 5 nhưng chưa biết năm nào. Bức ảnh được cho là ảnh cưới của cặp đôi Nhã Phương Trường Giang. Theo thông tin mà Trường Giang và Nhã Phương chia sẻ, họ đã chụp ảnh cưới ở Phú Quốc. Hình ảnh mặc váy cô dâu, đeo nhẫn cưới được Nhã Phương đăng tải lên trang cá nhân ít ngày trước chính là ảnh cưới. Đặc biệt, đám cưới của họ sẽ được tổ chức ở biển với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Tuy nhiên, cũng có luồng thông tin cho rằng chỉ là MV được quay và chiếu trên kênh riêng của danh hài xứ Quảng. Nhã Phương và Trường Giang bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 sau khi đóng chung bộ phim 49 ngày. Ở bên nhau 2 năm, nhưng cặp đôi này có lẽ đã tính đến chuyện nghiêm túc kết hôn. Bởi tính đến nay, Nhã Phương và Trường Giang đã nhiều lần về thăm quê và gia đình của nhau, cũng như bố mẹ cả hai bên đều rất thân thiết với cặp đôi này. Nhã Phương thoải mái mặc bikini khi đến thăm biệt thự của Trường Giang ở Phú Quốc. Không chỉ có vậy, Trường Giang còn mới tậu cho mình một biệt thự có giá 15 tỷ mà nhiều người đồn đoán rằng anh mua để chuẩn bị rước Nhã Phương về dinh. Sau khi công khai chuyện tình cảm, Nhã Phương và Trường Giang cũng gặp nhiều bình luận tiêu cực từ phía khán giả. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cặp đôi lại đang trở thành cặp đôi được nhiều người ủng hộ nhất của showbiz. Ngay cả bức ảnh Nhã Phương mặc áo cưới cũng đã nhận được lời chúc phúc của nhiều khán giả, mong ngóng hai người sớm nên duyên vợ chồng. Ngay sau khi có thông tin sắp cưới, Nhã Phương đưa cả nhà đến quán ăn của bạn trai. Nhã Phương xinh đẹp bên cạnh mẹ ruột của mình. Trước đó vào năm 2016, Trường Giang cũng đã về thăm gia đình Nhã Phương. Trường Giang nhiều lần lên tận Đắk Lắk quê của Nhã Phương chơi. Hình ảnh hai người mặc đồ đôi đi dạo cũng bị fan ghi lại. Tết năm nay, Trường Giang lại lên thăm nhà Nhã Phương một lần nữa. Mười Khó rất thân thiết với chị em gái của nhà Nhã Phương. Nhã Phương nũng nịu bên bạn trai trước giờ bay về quê ăn Tết. Ngay trước ngày tung ra ảnh cưới, Nhã Phương cũng đã cùng Trường Giang về quê anh ở Quảng Nam. Hồi mới quen nhau, bức ảnh này cũng làm dấy lên nghi vấn Nhã Phương về thăm nhà Trường Giang. Chưa đến 30 tuổi, Tim và Trương Quỳnh Anh đã sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Ngoài xe tiền tỷ, biệt thự rộng rãi, học phí dành cho quý tử của họ cũng khiến nhiều người suýt xoa. Sau 7 năm yêu nhau, Tim và Trương Quỳnh Anh chia tay trong tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Tim sinh năm 1987, còn Trương Quỳnh Anh kém anh 2 tuổi. Cả hai chưa 30 tuổi nhưng đã trở thành sao Việt tên tuổi với khối tài sản lớn trong tay. Chặng đường Tim và Trương Quỳnh Anh đến với nhau trải qua không ít gian nan. Cho đến khi cả hai đã nên duyên vợ chồng, gia đình Trương Quỳnh Anh vẫn chưa chấp nhận Tim. Chưa kể những dấu hiệu trước đó cho thấy chuyện tình của họ có nhiều rạn nứt. Không ít lần cặp đôi chia tay rồi quay lại bên nhau, chính Tim cũng thừa nhận anh từng có lỗi vì bận công việc, không dành thời gian quan tâm nhiều tới vợ con. Có lần Trương Quỳnh Anh còn bỏ nhà đi vì mâu thuẫn vợ chồng. Sau những lần gương vỡ lại lành, cặp đôi này vẫn cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Họ cùng thực hiện nhiều hợp đồng quảng cáo, quay MV, đóng phim, tham gia sự kiện. Tiền cachet từ các khoản này không hề nhỏ. Khi cả vợ và chồng đều góp mặt, con số tài chính được nhân lên gấp đôi so với sao lẻ. Nhờ đó, gia tài trong 7 năm bên nhau của vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh là cả một khối đồ sộ tiền tỷ. Tim từng tặng bà xã một căn biệt thự rộng rãi cùng xế sang màu trắng. Bản thân anh cũng sở hữu một xe hơi riêng. Khoản tiền đầu tư cho con trai đi học mẫu giáo không hề nhỏ. Bé Susie được bố mẹ cho theo học trường quốc tế có tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh. Một năm học phí của trường cũng lên đến 90 triệu đến 100 triệu, chưa kể các chi phí phát sinh khác. Đây không phải vấn đề to tát với vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh bởi thu nhập cả hai kiếm được dư sức làm điều này. Khi vấn đề ly hôn được đặt ra, tài sản chung và riêng của cặp đôi là điều được nói đến. Người ta vẫn thấy cả hai vui vẻ bên nhau, quay clip livestream giữa tâm bão, điều mà chỉ người trong cuộc mới biết được về lý do họ đưa ra những quyết định bất ngờ. Nhưng chắc chắn, giống như nhiều cặp sao Việt khác, dù đường ai nấy đi, thì tình cảm họ dành cho tình yêu là người con không hề khác biệt. Xe hơi riêng được Tim mua tặng bà xã. Trương Quỳnh Anh thường tự lái xế này đi tập gym. Tim cũng có riêng một chiếc xe hơi để tiện lợi trong công việc. Trương Quỳnh Anh trong căn hộ riêng được ông xã mua tặng. Nội thất trong căn hộ được trang trí đẹp mắt. Màu sắc,
trong nội thất mang tính hiện đại. Lương Thế Thành đang viên mãn bên Thúy Diễm, còn đây là cuộc sống của tình cũ 11 năm. Cặp đôi đã hai lần định tổ chức hôn lễ, nhưng cuối cùng lại tuyên bố chia tay vào cuối năm 2013. Không nhiều người biết rằng, trước khi kết hôn với Thúy Diễm, Lương Thế Thành từng có mối tình kéo dài tới 11 năm với người đẹp Thanh Nhã. Nữ diễn viên kim ca sĩ đã sang Mỹ định cư từ nhiều năm trước, đồng thời hoạt động chủ yếu tại các trung tâm ca nhạc hải ngoại. Lương Thế Thành từng tâm sự, chúng tôi yêu nhau từ lâu, ngày đó khi còn là học sinh cấp 3, tôi đã biết Thanh Nhã qua các clip ca nhạc. Tôi không nghĩ rằng mình quen được cô gái này. Về sau, lên trường sân khấu học, tôi được người ta nói cô gái đó cũng học ở đây. Và tình cờ trong một dịp diễn tiểu phẩm chung, chúng tôi quen nhau, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như thế. Tôi vẫn đi học và buổi tối tới chở Thanh Nhã đi chơi đàn ở các phòng trà. Mỗi khi nhã đàn, tôi được quán mời một ly cà phê. Yêu nhau quá lâu, đủ hiểu để cưới, nhưng rồi Thanh Nhã đi du học nên kế hoạch được dời lại. Và bây giờ thì chắc phải đầu năm 2010 chúng tôi mới làm đám cưới được. Duyên không thành, mỗi người một cuộc sống mới. Giờ đây, Mỹ Nam màn ảnh nhỏ đang tận hưởng cuộc sống biên mãn bên bà xã xinh đẹp. Còn dưới đây chính là cuộc sống của người tình 11 năm của anh tại Los Angeles, California. Nét gợi cảm sắc sảo của Thanh Nhã ở hiện tại, chuộng style sexy, cuốn hút nhằm phô trương lợi thế hình thể. Trong những lần đi diễn, Thanh Nhã được các chàng trai để ý và xin số điện thoại. Yêu con nít, người đẹp tổ chức dạy đàn piano ở nhà, tham gia vào các game show ca nhạc của đồng nghiệp. Hào hứng khoe ảnh đi quay talk show, tự nhận mình là người rất thích tâm sự trải lòng. Thanh Nhã thường xuyên đi chùa và tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đại lễ Phật đản ngồi ăn chay cùng mẹ, đi chùa cùng mẹ trong các dịp đầu năm, duyên dáng thước tha trong tà áo dài. Không rõ Lương Thế Thành có là nhân vật được nhắc tới trong lời nhắn gửi này của Thanh Nhã hay không. Đôi khi người đẹp đã đăng tải những dòng trạng thái tâm trạng thế này. Người đẹp gặp gỡ bạn bè và fan hâm mộ trong một lần trở về Việt Nam hồi đầu tháng 4. Vụ ông bố nuôi hai con teo não, giang hồ Sài Gòn đòi chém, chuyển chỗ trọ ngay lập tức. Một đoạn livestream vừa chia sẻ trực tiếp được khá nhiều người quan tâm về tình hình hiện tại của ông bố nuôi hai con bị teo não sau khi công khai thanh minh cho vợ và xin lỗi những nhà hảo tâm. Mới đây trên mạng xã hội có chia sẻ một đoạn clip livestream ghi lại hình ảnh ông bố nuôi hai đứa con bị teo não và những lời chia sẻ được rất nhiều người quan tâm. Theo đó, ngày 18 tháng 5, trước cơn bão dư luận về việc người mẹ nhẫn tâm bỏ con, chị Đoàn Thị Huyền, mẹ của hai đứa bé bị teo não đã lên tiếng khẳng định mình không hề bỏ con. Cũng trong ngày, chị Huyền xuất hiện trong căn nhà của anh Đặng Hữu Nghị, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, để đề nghị anh Đặng Hữu Nghị phải thông tin rõ về việc mình không hề bỏ con. Nghe vậy, người cha hai đứa trẻ tự nguyện xin đính chính rằng, lâu nay tôi không nói là vợ bỏ, mà chỉ nói là vợ chồng ly dị do truyền hình báo chí nêu sai. Cũng trong thời gian này, anh Nghị bị tố cáo lợi dụng hai đứa con tật nguyền để trục lợi một cách quá mức. Anh Nghị đã thừa nhận việc thông tin lập lờ trong thời gian vừa qua đã khiến vợ bị dư luận ném đá và đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người. Anh Nghị mong dư luận có cái nhìn lại đối với vợ cũ của mình. Thế nhưng chỉ sau đó một ngày, dường như những lời xin lỗi, lời thanh minh của anh Nghị dành cho người vợ cũ của mình cũng như các mạnh thường quân đã bị quên đi một cách sạch sẽ. Theo lời anh Nghị, cuộc sống từ khi vợ anh xuất hiện và đem theo nhà báo tới hoàn toàn bị đảo lộn, đã có rất nhiều người gọi điện đòi đâm chém anh chỉ vì anh lừa gạt. Anh Nghị còn thông tin rằng anh sẽ không ở trong căn nhà ở Vĩnh Lộc B nữa và sẽ đi chỗ nào mọi người không tìm được anh. Trước những lời chia sẻ của anh Nghị, những lời đe dọa đó xuất phát từ việc vợ xuất hiện và thông tin sai khiến anh vô cùng lo lắng hoảng sợ. Khi được hỏi rằng vợ chồng anh đã ly hôn hay chưa, anh Nghị cho biết hai người đã chia tay được 5 năm qua. Qua đây, anh cũng mong mọi người có cái nhìn thực sự khác về anh khi báo chí toàn đưa thông tin sai sự thật về anh khiến anh lâm vào hoàn cảnh túng quẫn. Một câu hỏi được đặt ra cho anh Nghị rằng đứa con thứ ba hiện tại chị Huyền đang nuôi có phải là con của anh hay không? Người bố này đã trả lời rằng tạm thời nhận là con mình vì ngày trước vợ anh bảo đấy là con hàng xóm. Anh Nghị còn chia sẻ anh đã giúp đỡ vợ rất nhiều, nhưng ngược lại chị Huyền không hề chu cấp cho hai đứa con tật nguyền này một lần nào.
Anh Nghị còn cho biết rằng, anh nói thế này nhưng báo chí toàn viết tùm lum khiến anh rất bức xúc và cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn khi những thông tin này được nêu ra. Đoạn livestream được chia sẻ khiến nhiều người đang rất quan tâm về độ thực hư của câu chuyện trên. Có lẽ câu chuyện này cần phải đợi những lời thật lòng của người trong cuộc thì sự việc mới được sáng tỏ. Theo những thông tin vài ngày qua thì rất nhiều điều bất lợi đang ập tới gia đình anh Nghị. Độc giả quan tâm cũng tìm cách để tới nhà anh tìm hiểu rõ ngọn ngành trước những thông tin về việc anh đánh đập vợ. Sau đây là lời chia sẻ từ Facebook Huyền Nguyễn để có cái nhìn rõ hơn về câu chuyện này. Mình đang ở nhà hai cháu nhỏ bị teo não bẩm sinh ở Bình Chánh, Sài Gòn. Hoàn cảnh của hai cháu thực sự rất đáng thương. Đến thăm, nói chuyện với bà nội, người trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc hai cháu. Cùng cha cháu mới hiểu hết tình cảnh hiện tại của hai cháu. Cháu nhỏ 10 tuổi liên tục co giật, tự tay tát vào mặt mình thật đau xót. Đến thăm và nhìn tận mắt cuộc sống của ba cha con mới thấy còn khổ cực quá nhiều. Ngồi một lúc, mình thấy anh Nghị phải nhận rất nhiều cuộc điện thoại hăm dọa chửi bới. Có cuộc điện thoại gọi đến chỉ nói, mày trả lại hết tiền cho Mạnh Thường Quân đi nha mày, không tao cho giang hồ đến chém mày chết. Mình xin trích lại lời của nhà thiết kế Hà Cúc, cuộc đời này không có gì cùng cực hơn việc các con bị lâm bệnh bẩm sinh mà không có tia hy vọng giúp con lành bệnh. Người cha này chắc đến lúc chết cũng chẳng thể yên tâm nhắm mắt vì hai đứa con bệnh tật của mình mất. Người ta không đi ăn xin, tất cả những đóng góp từ thiện đều là tự nguyện của mọi người. Nhà báo các anh mong chờ thấy đồ gì từ một người cha chẳng có gì trong tay ngoài hai đứa con bại não. Không bao giờ lành lặn được mà chỉ mong cơm ăn, thuốc thang đầy đủ cho các con. Nếu là tôi sẵn sàng để cho người đời chơi trách để con mình được no, được bớt đau bệnh. Tiếng thơm mà làm gì để con mình chết đói hay sao? Đã đi làm từ thiện phát tâm, chúng ta đừng mong chờ một điều gì. Hãy mong tấm lòng của chúng ta giúp đỡ được người khác, mong cho người ta bớt khổ sở, đừng quá hoài nghi, lo sợ lợi dụng hay không. Nay câu chuyện của người cha này thật cảm động. Được nhiều người giúp đỡ về vật chất, tinh thần, nhưng tương lai thì sao? Liệu số tiền quyên góp được có đủ để duy trì cho hai cháu hay không? Liệu còn được người đời giúp đỡ nữa hay không? Anh Nghị còn sức khỏe mà lo cho hai cháu hay không? Biến cố cuộc đời ai mà biết được. Vậy nên, thương thì cứ thương cho trọn tấm lòng, cho đi thì đừng hối tiếc.